Xin kính chào quý vị và các anh chị. Chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại cái năm vừa qua và chúng ta sẽ tiếp tục hướng đến năm 2021 này. Và trong video này thì Tùng sẽ cập nhật cho những anh chị, các anh chị những cái thông tin mới nhất, những cái thông tin mà chúng ta sẽ có để chúng ta cần phải quan tâm khi đầu tư bất động sản. Đầu tiên thì đây là vào ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021 thì Mỹ đã thông qua gói cứu trợ thêm 1.900 tỷ cho COVID-19. Đây là cái gói cứu trợ mà khiến cho cái tổng cái gói cứu trợ của Mỹ bây giờ hiện tại lên đến là khoảng 2.500 tỷ chỉ trong những ngày đầu tiên của năm 2021. Cách đây khoảng một thời gian rất ngắn khi trước khi Tổng thống Donald Trump rời khỏi Nhà Trắng thì ông đã quyết định thông qua cái gói 600 tỷ, và bây giờ khi ông Biden đi lên thì ông Biden đã thông qua cái gói 1.900 tỷ này để cứu trợ công dân Mỹ cũng như là các cái công ty và công ăn việc làm của Mỹ. Bởi vì hiện tại bây giờ ở bên nước Mỹ khi mà gặp tình hình về Covid rất là nhiều như vậy á, thì cái tỷ lệ thất nghiệp của người dân Mỹ rất là nhiều, và ông Biden ông ấy lo lắng rằng nếu như không có cái gói cứu trợ này á, thì việc mà người dân Mỹ sau cái khoảng nghỉ Tết Dương lịch này thì rất nhiều người sẽ phải ra đường để ở. Tại vì họ với người dân Mỹ thì đa số là đi vay mượn nợ để sở hữu nhà cửa, để sở hữu những cái thứ khác, và họ sử dụng đòn bẩy ngân hàng rất là nhiều. Thì khi mà công ăn việc làm nó bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi kinh tế thì một điều rõ ràng là cái việc mà nhà nước cần phải ra tay cứu trợ cho cái công dân Mỹ là điều đương nhiên rồi, thưa quý anh chị. Và chỉ trong đầu năm 2021 này thì đã có hai gói, một gói là 600 tỷ do ông Donald Trump và ông Biden, khi mà ông Biden mới lên, ông Biden đã duyệt ngay rồi. Và đây là một cái gói mà là gây ra cái sự cạnh tranh cãi rất là nhiều giữa hai đảng tại Mỹ về cái việc cái số lượng thông qua, nhưng mà vì cái sức mạnh của làn sóng xanh, nghĩa là từ Hạ viện, Thượng viện cho đến Tổng thống đều nằm tay trong trong tay của ông Biden, cho nên là khi mà những cái quyết sách này được duyệt, nó được duyệt rất là nhanh, thưa quý anh chị. Thì việc mà cái gói 1.900 tỷ này thì nó sẽ có ảnh hưởng gì đến Việt Nam của chúng ta và trên thế giới? Thì như anh chị cũng đã biết là trong suốt năm 2020 này, vì ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid cho nên là tất cả các nước trên thế giới đều đã in tiền theo theo chính sách in tiền của Mỹ. Và việc mà in tiền của chúng ta hiện nay thì nó sẽ khác biệt hơn một chút xíu về với so với việc mà in tiền ngày xưa, đó là bây giờ in tiền bằng kỹ thuật số. Nghĩa là sao? Nhà nước không cần phải in ra những đồng tiền mặt chính thức, mà họ chỉ cần đây, thưa quý anh chị, ví dụ như là đây mỗi gia đình sẽ có khoảng cỡ 400 sẽ có khoảng cỡ 1.400 đô. Dân Mỹ sẽ có được khoảng cỡ 1.400 đô thay vì 600 đô theo gói cứu trợ triển khai từ tháng 12 năm 2020, và những cái đồng tiền này ấy, thường họ là sẽ bắn trực tiếp vào trong số tài khoản của người dân Mỹ, chứ không phải là chúng ta cần phải in ra tiền mặt để đưa cho dân dân Mỹ nữa. Mọi thứ nó đều là bằng tiền số hết rồi, thưa quý anh chị. Vậy thì khi mà cái thị trường khi khi mà cái gói 1.900 tỷ này nó đi ra này, nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào đến với thị trường thế giới cũng như là thị trường Việt Nam của chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta hãy cùng đi xem về cái thị trường crypto nha, thưa quý anh chị, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Sau khi mà ông Elon Musk của Tesla đã ủng hộ việc sử dụng Bitcoin để thanh toán cho các sản phẩm của Tesla, thì rồi khiến cho cái việc mà giá trị của đồng tiền Bitcoin đã đạt đỉnh mới, là hiện tại bây giờ ngày hôm nay đang có mức giá là 46.559 đô, thưa quý anh chị. Và anh chị nhìn thấy thị trường các cái đồng tiền Bitcoin, các đồng tiền khác này, thì tất cả thị trường đều có một màu xanh hết, trừ những con đồng tiền có cái sự có cái sự ổn định, ví dụ như là đồng Dai này chỉ trong khoảng 1 đô thôi. Rồi hoặc là cái đồng USDT này, nó chỉ là cái đồng mà có mức giá trị là trong vòng 1 đô.
thì nó sẽ không bao giờ tăng hơn hoặc giảm hơn quá nhiều, thì nó chỉ mới mới có cái đoạn mà tăng trưởng đỏ này như thế này, như thế này thôi nha, thưa quý anh chị. Thì hầu hết là tất cả những đồng coin khác đều tăng trưởng, và bây giờ gần như là ai đi vào các cái đồng coin đều có sự tăng trưởng. Vì sao? Vì khi mà cái gói 1.900 tỷ đó đi ra thì cái việc mà người dân Mỹ họ chẳng cần phải làm gì, họ ở nhà thôi họ cũng đã có tiền rồi. Thì khi mà họ có tiền dư, họ có tiền nhàn rỗi như vậy thì họ sẽ đầu tư thêm vào trong những cái ngành nghề khác, những cái thứ khác, ví dụ như là thị trường coin và thị trường cổ phiếu. Và rõ ràng là nếu như anh chị nào mà những người ở nước ngoài thì chắc anh chị cũng càng rõ nhìn thấy rõ ràng luôn là mặc dù dịch Covid rất là nhiều như vậy, nhưng mà khiến cho cái giá nhà tại Mỹ rồi giá nhà tại các nước trên thế giới đều tăng, mặc dù là công ăn việc làm bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng tại sao giá nhà lại tăng? Tại vì khi Mỹ thông qua những cái gói cứu trợ về kinh tế là như thế này, thì nó sẽ tạo ra một cứu trợ này, thì nó sẽ giúp cho người dân có được ổn định về về tiền bạc và cuộc sống trong suốt cái khoảng thời gian của dịch Covid. Nó sẽ cứu trợ được cho người dân, nó sẽ cứu trợ được cho các doanh nghiệp của Mỹ, nhưng ngược lại thì nó cũng sẽ tạo ra một cái bong bóng gọi là bong bóng tài sản. Thì bong bóng tài sản này là khi mà cái lãi suất ngân hàng giảm này, rồi nhà nước đổ tiền vào nền kinh tế này, thì khiến cho cái câu chuyện là tiền rẻ, thì tiền rẻ sẽ gây ra cái vấn đề là bong bóng tài sản. Thì bong bóng tài sản nó sẽ ảnh hưởng đến các cái tài sản như là đầu tiên là bất động sản này, rồi các đồng coin này, rồi thị trường chứng khoán. Ví dụ như chúng ta có thể nhìn thấy thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay, thị trường chứng khoán của chúng ta đến thời điểm hiện tại là khoảng 1.114 điểm nha, thưa quý anh chị, VN Index của chúng ta. Thế thì tại sao cái thị trường mặc dù trong cái khoảng thời gian Covid có lúc mà nó rớt xuống chỉ còn có 664 đô thôi, mà hiện tại 664 điểm, hiện tại bây giờ lên hơn 1.000 điểm, và có những cái mức lúc mà nó đạt gần được 1.200 điểm, cái mức đỉnh của năm 2018 nha, thưa quý anh chị. Vậy thì thị trường này rất nhiều anh chị đã thấy là nó lên rất là ảo, mặc dù nhiều doanh nghiệp đã làm ăn không tốt trong những năm trong năm vừa qua, nhưng mà giá trị về cái giá trị vốn hóa của nó trên sàn chứng khoán thì vẫn tăng như vậy. Thì đây chính là một cái ảnh hưởng của việc mà khi mà các nước khi mà Mỹ tung ra những cái gói kinh tế, thì khi mà Mỹ tung ra những gói cứu trợ kinh tế đó thì các nước trên thế giới cũng sẽ phải tung ra những cái gói tương tự như vậy nha, thưa quý anh chị. Chỉ có một điều khác biệt đó là khi ở Mỹ thì bên Mỹ họ sẽ cho tiền dân nha, thưa quý anh chị. Ví dụ như người Mỹ sẽ bên Mỹ sẽ mỗi người dân này, ví dụ như gói 1.400 tỷ này, 1.900 tỷ này, người dân sẽ được 1.400 đô mỗi người. Và còn nhưng mà đối với những cái nước khác, đặc biệt là Việt Nam chúng ta, thì chúng ta không có sử dụng cái chiến lược này, thưa quý anh chị nhé. Chỉ có trong cái khoảng thời gian đầu tiên thôi, một số người bị ảnh hưởng bởi việc mất việc trong cái đợt Covid đầu tiên thì có cái gói cứu trợ này dành cho những người này mà thôi. Còn lại thì chúng ta sẽ không có, mà hầu hết nhà nước ta sẽ sử dụng cái tiền in ra tương đương với Mỹ ấy, thì họ sẽ làm gì? Với chính phủ Việt Nam chúng ta thì chúng ta sẽ đưa tiền vào trong nền kinh tế bằng việc đầu tư công nha, thưa quý anh chị. Và anh chị nhìn thấy này, năm 2021, năm 2020 thì chúng ta đã đạt 2,9% tăng trưởng GDP, và năm 2021 thì chúng ta đang đặt mục tiêu là 6,5% GDP và bình quân đầu người thu nhập khoảng 3.700 đô. Vậy thì cái này nó tìm từ đâu ra, thưa quý anh chị? Đó, thì việc mà nếu như phát tăng trưởng 6,5% này trong cái khoảng thời gian hiện tại bây giờ chúng ta cũng đang nhìn thấy cũng còn khá là nhiều người đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid như vậy, thì rõ ràng việc mà muốn tăng trưởng GDP lên đến 6,5% này thì nhà nước phải tăng cái đầu tư công lên rất là nhiều. Và chúng ta cũng đã nhìn thấy là trong năm 2020 vừa qua thì nhà nước đã ép các tỉnh rải ngân đầu tư công để cứu vãn cái GDP của năm 2020, và chúng ta đã có được cái mức tăng trưởng là 2,9% năm trong năm 2020. Vậy thì khi mà nhà nước đầu tư công như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể nhìn vào cái thị trường bất động sản, nơi nào có cái sự
phát triển về hạ tầng giao thông thì nơi đó sẽ có sự tăng trưởng về giá trị của bất động sản. Và chúng ta sẽ còn cùng tìm hiểu đến một số cái dự án trọng điểm sẽ khởi công vào năm 2021. Ví dụ như là sân bay Long Thành này, chúng ta đã khởi công rồi này. Rồi cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này và ba cái dự án cao tốc Bắc Nam sẽ được khởi công trong năm nay. Đó thì cái việc mà cái cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này, thưa quý anh chị, thì nó chỉ có 23 cây số thôi. Đó thì cái việc mà chúng ta sẽ có được cái thị trường khi mà cao tốc này nó được hình thành thì việc mà Sài Gòn với Cần Thơ sẽ được kết nối trực tiếp bằng cao tốc và bằng hệ thống cao tốc, thì cái việc mà thị trường bất động sản Cần Thơ trong một vài năm tới chắc chắn nó sẽ có sự tiến triển và tăng trưởng tốt nha, thưa quý anh chị. Đấy thì rõ ràng là bây giờ cái việc mà chúng ta đang nhìn thấy ở Cần Thơ đang có rục rịch lên những cái khu đô thị rất là đẹp rồi. Thì đang có những cái dự án đang rục rịch hình thành và phát triển mới tại thành phố Cần Thơ. Và nó sẽ rục rịch phát triển như vậy để nó đón đầu cái cao tốc Trung Lương Cần Thơ nha, thưa quý anh chị. Thì hiện tại bây giờ về cái cao tốc của từ Sài Gòn đi Cần Thơ thì chúng ta đã có đoạn Sài Gòn Trung Lương này, rồi đoạn Trung Lương đi về Vĩnh Long thì hiện tại đã thông tuyến rồi và trong 2021 này sẽ hoàn thành. Rồi cái đoạn từ Vĩnh Long đi Cần Thơ khoảng cỡ 23 cây số nữa thì sẽ được khởi công trong năm nay. Thì việc mà 23 cây số thì chắc chắn trong vòng chỉ 1 đến 2 năm là sẽ được hoàn thành mà thôi. Và chúng ta hiện tại bây giờ đang có rất là nhiều tiền đầu tư công để rải cho các dự án này nha, thưa quý anh chị. Rồi về cái mục tiêu của chúng ta trong từ năm giai đoạn 2021 cho đến 2025 thì Việt Nam chúng ta đang có mục tiêu là sẽ có khoảng cỡ 5.000 km đường cao tốc trong khoảng 10 năm tới nha, thưa quý anh chị. Và cái cao tốc, dự án cao tốc Bắc Nam ấy thì nó sẽ dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn từ 2021 cho đến 2025 thì chúng ta sẽ thông toàn tuyến. Đấy nghĩa là bắt đầu từ Hà Nội thông xuống thẳng xuống phía dưới của Sài Gòn. Và phía Bắc thì thường bây giờ cao tốc của chúng ta sẽ bắt đầu từ hai đầu, là từ đầu Sài Gòn và đầu Hà Nội. Thì từ đầu Hà Nội sẽ thông đến khu vực Nghệ An và giảm cái thời gian di chuyển từ Hà Tĩnh cho đến Hà Nội thì chỉ còn khoảng cỡ 5 tiếng trong khoảng cỡ 2 năm tới nha, thưa quý anh chị. Còn về khu vực miền Trung ấy, thì cao tốc nó sẽ đi về, nó sẽ kết nối từ khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, đi qua Đà Nẵng, đi xuống Quảng Ngãi. Rồi còn về khu vực phía Nam của Việt Nam chúng ta ấy, thì nó sẽ bắt đầu từ Sài Gòn đi Dầu Giây. Sau đó Dầu Giây thì chúng ta đã có đang xây dựng tuyến cao tốc Dầu Giây Phan Thiết. Rồi tuyến Phan Thiết Vĩnh Hảo đã được khởi công trong cuối năm 2021. Và trong 2021... đã được khởi công cuối năm 2020 và vào những đầu năm của 2021 này thì cái tuyến cao tốc từ khu vực Vĩnh Hảo kết nối ra Nha Trang cũng sẽ được lên kế hoạch để xây dựng trong năm 2021 này. Vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy trong vòng khoảng từ 3 cho đến khoảng 4 năm nữa thôi là chúng ta đã thông toàn tuyến từ Sài Gòn đi Nha Trang rồi nha, thưa quý anh chị. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ còn nhìn thấy một số cái dự án cao tốc như là cao tốc Bến Lức Long Thành này, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này, và sẽ có một cái, và mới đây thì Thủ tướng cũng mới chấp thuận phương án đầu tư dự án đường cao tốc Dầu Giây Liên Khương là kết nối với khu vực Đà Lạt để phát triển kinh tế tại các tỉnh Tây Nguyên. Thì rõ ràng là trong những năm vừa qua thì chúng ta, đặc biệt là năm 2019 và 2020 thì chúng ta đang thấy sự bùng nổ của thị trường Bảo Lộc. Đấy thì thị trường Bảo Lộc đã bùng nổ trong vòng khoảng 2 đến năm nay rồi. Và cái tiền đề cho nó là chính là cái cao tốc Dầu Giây Liên Khương này, thưa quý anh chị. Thì khi có cái cao tốc Dầu Giây Liên Khương này thì nó sẽ kết nối rất là gần với Sài Gòn, rất là nhanh với Sài Gòn thôi. Thì nó sẽ là một cái cú hích tạo sự phát triển tốt cho cái thị trường Bảo Lộc và Đà Lạt. Và kế đó thì thị trường Đắk Nông cũng sẽ là một cái thị trường mà chúng ta có thể quan tâm trong một vài năm tới. Đấy thì để về nhìn về các cái cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm của Việt Nam chúng ta thì chúng ta cũng đang nhìn thấy có cái dự án cao tốc Bắc Nam này, dự án cao tốc từ Sài Gòn đi Cần Thơ này, rồi từ Sài Gòn đi Nha Trang đi qua Phan Thiết này,
rồi Sài Gòn đi Đà Lạt này, thì đó là những cái khu vực, những cái vùng mà anh chị có thể quan tâm trong những năm sắp tới khi mà cao tốc được hình thành và vươn tới. Thì các cái thị trường nghỉ dưỡng như là thị trường Phan Thiết, thị trường Nha Trang sẽ là những cái thị trường sẽ đón được những cái lượng sóng đầu tư rất là tốt khi mà cái cao tốc này đi tới. Và cái khu vực Bảo Lộc, khu vực Đà Lạt thì theo Tùng hiện tại bây giờ mới là chấp thuận phương án đầu tư và sẽ đầu tư trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, thì chúng ta chưa biết chính xác cái thời điểm mà sẽ khởi công. Cho nên là hiện tại bây giờ về các cái thị trường đó thì nếu như anh chị là có cái dòng vốn mạnh, dòng vốn trường vốn thì anh chị hoàn toàn có thể quan tâm để đầu tư được. Còn đối với những anh chị mà muốn đầu tư trong cái thời gian ngắn thì chúng ta hoàn toàn có thể quan tâm đến khu vực thành phố Thủ Đức, các cái tỉnh vùng ven của Sài Gòn như là tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và tỉnh Long An. Thì đây là những cái tỉnh mà vùng ven mà đang có cái hạ tầng giao thông phát triển rất là nhiều nha thưa quý anh chị. Và trong những năm sắp tới đây thì việc mà Đồng Nai, Bình Dương và Long An sẽ thu hút rất là nhiều những cái khu công nghiệp, những cái công ty nước ngoài về mở những khu công nghiệp lớn tại cái tỉnh này, thì nó sẽ tạo tiền đề cho giúp cho tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế vùng. Và tất nhiên là khi các tỉnh này cũng đang đẩy mạnh phát triển về hạ tầng giao thông, đặc biệt là khu vực tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu nha thưa quý anh chị, thì đó là hai cái thị trường mà chúng ta hoàn toàn có thể quan tâm trong những năm sắp tới, khi mà Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu là hai cái thị trường mà đang có rất là nhiều cái lợi thế về gần như các cái tuyến giao thông lớn đều hướng về Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Và đặc biệt là hai tỉnh này thì lại có được sân bay quốc tế Long Thành và khu vực cảng Cái Mép, thì đây là hai cái điểm quan trọng rất là đặc biệt quan trọng khi mà chúng ta quan tâm để đến những cái nơi mà công ăn việc làm, những nơi mà các cái doanh nghiệp nước ngoài họ sẽ tìm hiểu đến, bởi vì nó sẽ rất là gần với công việc mà xuất nhập khẩu của chúng ta. Đấy thì đấy là những cái thông tin mà chúng ta có thể nhìn thấy trong năm 2021 và đầu năm 2020, những cái thị trường mà chúng ta có thể quan tâm. Đấy thì thị trường mà chúng ta có thể quan tâm khu vực phía Bắc thì vẫn là những khu vực như Quảng Ninh, Hải Phòng, những cái khu vực cao tốc sẽ đi đến như Nghệ An, Hà Tĩnh. Đó rồi khu vực mà miền Trung thì bây giờ thị trường Đà Nẵng đã bị ảnh hưởng khá là nhiều bởi Covid-19 và thị trường bất động sản đã đi xuống khá là nhiều rồi, thì liệu bây giờ còn là cái thời điểm, có là cái thời điểm tốt để chúng ta vào hay không? Rồi thị trường khu vực thị trường miền miền Trung, miền Nam chúng ta thì chúng ta có thể hoàn toàn quan tâm đến thị trường Đà Lạt, Bảo Lộc, khu vực Phan Thiết và khu vực Sài Gòn thì chúng ta sẽ có thành phố Thủ Đức, khu vực Đồng Nai chúng ta sẽ có Biên Hòa, Long Thành và Nhơn Trạch. Còn khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì anh chị hoàn toàn có thể quan tâm đến khu vực Phú Mỹ, cảng thị xã Phú Mỹ của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi khu vực Long An thì những cái khu vực như khu vực Bến Lức, những cái khu vực mà sát với trung tâm Sài Gòn thì chắc chắn trong tương lai gần cũng sẽ có những cái sự tăng trưởng và phát triển. Rồi khu vực phía Bắc của Sài Gòn hiện tại bây giờ đang có cái chủ trương xin thành lập thành phố phía Bắc của thành phố Sài Gòn, thì chắc chắn là việc mà thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai cũng sẽ phát triển một phần nào đó về phía khu vực phía Bắc, là khu vực Hóc Môn và Củ Chi. Thì đấy là những cái khu vực mà chúng ta có hoàn toàn có thể quan tâm, và có những cái thị trường chắc chắn nó sẽ tăng trưởng trong ngắn hạn, còn những cái thị trường nó sẽ cần cái sự phát triển về về hạ tầng giao thông. Thì khu vực miền Nam thì chúng ta có thể khu vực miền Tây thì chúng ta có thể quan tâm đến khu vực thị trường Cần Thơ và thị trường Kiên Giang. Và Kiên Giang thì chúng ta sẽ có là khu vực Rạch Giá, Hà Tiên và thị trường thành phố Phú Quốc nha thưa quý anh chị. Vâng, vậy đó là những cái chia sẻ đánh giá của Tùng về cái thị trường bất động sản năm 2021 này. Và cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi video clip này, và hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong video clip lần sau. Tùng cũng rất là mong nhận được những cái chia sẻ đánh giá của quý vị và các anh chị, để tăng trưởng thêm, để phát triển thêm những cái nội dung trong cái kênh YouTube này. Cảm ơn quý vị và các anh chị đang quan tâm theo dõi video clip này.